cái hạng thứ ba, tức là con cái hơn mẹ. Trong khi cha mẹ thì có cái tà kiến sai lầm, nhưng mà những người con đó thì có cái hiểu biết chánh kiến đã tạo những cái phước báo. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong xã hội có nhiều gia đình cha mẹ cứ bắt buộc con cái của mình á, nó đi theo cái chí hướng, cái tư tưởng, cái mình nghĩ là đúng. Cho nên xảy ra những cái bất hòa, khổ đau. Thậm chí là có nhiều người con đó là phải bỏ mạng vì cái chấp thủ cái sai lầm của cha mẹ. Rất nhiều những cái khổ đau xảy ra do cái sự chấp thủ này. Thì quý vị thấy rằng cái thời kỳ mà Khổng giáo mà phát triển mạnh mẽ ở ở châu Á, mà nhất là cái vùng Á Đông, như là Trung Quốc, rồi Hàn Quốc, rồi Nhật Bản, rồi Việt Nam, vân vân, những cái quốc gia mà chịu cái ảnh hưởng cái nền văn hóa của Trung Hoa, thì thấy rằng cái tư tưởng đó là họ cho rằng tinh nhất quân thần thì cha là cái người chủ trong gia đình, rồi tất cả mọi cái mệnh lệnh gì đó là những người ở trong gia đình, vợ con đều phải phải nghe. Cho nên họ nói việc gì đó cái gì rồi trong gia đình thì người cha đó là gia trưởng là cũng vậy, coi như mà cha mà biểu cái gì là phải phải làm theo cái đó, không có được cãi, dù là cha mà biểu mình phải chết thì mình cũng phải chết. Còn cái người dân ở trong trong một đất nước đó, thì phải có cái sự trung thần. Ông vua bây giờ là ông làm những cái điều mà sằng bậy, không có đúng theo cái thiện pháp cũng phải tuân theo. Thì cái trường hợp là giống như là quý vị đọc những câu chuyện mà vua Trụ đó, mặc dù là cái vua hôn quân bạo ngược hung ác, nhưng mà những cái người làm quan, làm dân ở trong đó là phải 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 tuân theo, được cải lại. Rồi trong những gia đình mà cái người gia trưởng, người chủ gia đình đó, là những cái người không hiểu biết, sai lầm tà kiến, nhưng mà cũng vợ con không phải không có được cải. Đó. Cho nên là cái tư tưởng đó là một cái thời kỳ mà nó đem đến những cái khổ đau ở trong xã hội. Rồi ở Ấn Độ thì cũng vậy, những cái giai cấp tướng lãnh khách với giá thì cai trị hà khắc, nhưng mà những cái giai cấp dưới đó, không có được phản hà. Chỗ đau nhất là cái giai cấp chiên đà la, là những người cùng khổ, nô lệ, không có quyền nhìn,
thậm chí là dẫm lên cái bóng của những cấp cao hơn. À, thì những cái tư tưởng đó à, đến khi mà cái thời kỳ Đức Phật, à, khi mà Đức Phật à, đưa ra cái tư tưởng là giải phóng tất cả những cái giai cấp, à, Đức Phật tuyên bố là không có cái giai cấp trong máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn, à, tức là phải có giai cấp là đạo đức mà không phải có giai cấp là hạ tiện. À, đạo đức hay là hạ tiện là do cái tâm của mỗi con người mà thôi. À, thì cái tư tưởng mà xóa bỏ cái giai cấp này lúc đó là bị tất cả những cái thành phần, nhất là cái thành phần mà vua quan, à, rồi phú thương của Ấn Độ là họ rất là phản đối. À, bởi vì nếu mà xóa bỏ giai cấp như vậy đó, thì họ không có cái quyền thống trị, à, họ mất đi cái sự quyền lực ở trong cái xã hội, cho nên là lúc đó là họ phản kháng rất là nhiều. Nhưng mà lần hồi đó thì cái tư tưởng này á, nó được rất là nhiều người có cái suy nghĩ đúng đắn, có trí tuệ thì người ta chấp nhận. Đó. Nhưng mà thậm chí đến bây giờ nếu mà quý vị có dịp mà đi đến cái xứ Ấn Độ, cái tư tưởng mà phân biệt giai cấp mà đến bây giờ vẫn còn, à, cũng còn gây hậu quả khổ đau cho rất nhiều nhiều gia đình, nhiều chúng sanh, nhiều con người. À, là những cái người mà ở cái giai cấp thấp nghèo khổ đó, thì dù có tài năng, có trí tuệ như thế nào đi chăng nữa, cũng không có lên làm những người mà chỉ huy được. À, dù anh có tài năng cỡ nào, anh cũng chỉ là những cái người làm công, người công nhân bình thường thôi. À, cho nên là có một số những người khi người ta có tài năng, người ta phải đi khỏi Ấn Độ để người ta phát triển cái tài năng của người ta, chứ còn ở đó thì không thể nào mà phát triển được cái tài năng. Đó là những cái sự cản trở ra. Chúng ta thấy rằng đó, mặc dù ở Ấn Độ cũng có những cái người có khả năng, có trí tuệ rất là giỏi, nhưng mà nếu mà không có điều kiện để đi khỏi Ấn Độ thì cái tài năng của họ không có phát huy được. À, thành ra đó, khi mà chúng ta hiểu biết, chúng ta đừng có quá chấp thủ, bảo thủ là con cái là phải răm rắp tuân theo, nghe lời cha mẹ. À, cái xã hội Việt Nam mình thì quý vị thấy là nó đa phần là nó bị như vậy. Nhưng mà đối với những cái nước mà ở xã hội Tây Phương hay là ở Mỹ thì cái tư tưởng thì nó thoáng hơn. Tức là cha mẹ để cho con cái được tự do lựa chọn cái nghề nghiệp, cái môn học của mình. Tự do lựa chọn cái người để mà mình lập gia đình, để mình xây dựng gia đình, chứ không có cái truyền thống mà bắt buộc. Ở Việt Nam thì coi như là áo không mặc qua khỏi đầu, rồi là cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó. Cha mẹ muốn con học cái ngành nào, môn học nào thì phải học theo cái ngành đó, cái môn học đó. Cha mẹ đi theo cái tôn giáo nào thì con cái phải đi theo tôn giáo đó, không có sai khác được, không đổi khác được. Thành ra từ đó mà rất nhiều những cái mâu thuẫn nó xảy ra trong cái xã hội. Mà không riêng gì ở Việt Nam mà đa phần các cái
đất nước mà ở châu Á đều bị chịu cái ảnh hưởng của cha mẹ trong gia đình. Thì ở Miến Điện thì sư lúc đó sư qua Miến Điện thì cũng có biết được một cái câu chuyện là về ngài Chotika. Thì ngài Chotika đó là một cái vị thiền sư cũng nổi tiếng, rất là giỏi. Nhưng mà ngài gia đình của ngài đó là theo Hồi giáo. Cha mẹ theo Hồi giáo. Rồi khi mà ngài đi học ở học trung học, đại học, ngài tình cờ ngài tìm hiểu về Phật Phật giáo. Cho nên ngài thấy rằng cái tư tưởng của Đức Phật nó rất là hay. Nó không có không áp đặt ai hết. Cho nên là ngài có cái chí hướng là đi theo Phật giáo. Rồi ngài mới nói với cha mẹ mình về cái vấn đề mà ngài muốn đi theo Phật giáo. Thì ông cha ngài rất là quyết liệt phản kháng. Một lần cuối cùng thì ông ta nói bây giờ á, giữa hai cái tôn giáo của con và gia đình, tùy con chọn. Thì ngài thấy rằng cái Hồi giáo thì nó quá quá hà khắc và nó lệch lạc. Cho nên ngài nhất quyết từ bỏ, ngài đi theo cái sự lựa chọn của mình. Và từ đó mà coi như là toàn bộ gia đình ngài, từ cha mẹ anh em coi như là cắt đứt quan hệ, coi như là ngài chưa từng có ở trong gia đình đó. Và sau đó thì ngài xuất gia rồi hành ở trong rừng Đầu Đà, cũng rất là thì quý vị thấy rằng may mắn là cái gia đình ngài mặc dù là Hồi giáo nhưng mà ở cái xứ Miến Điện là nó cũng cũng một cái trong một cái quốc gia quốc đất nước là nó ít cái người Hồi giáo đó. Chứ nếu mà ngày mà sinh ra ở cái vùng ở Trung Đông, ở mà Iran, Iraq là ở Indonesia đó nha, là những cái nước mà cái Hồi giáo rất là mạnh á, thì nếu mà một người con đó mà từ bỏ cái đạo của mình đi theo một cái tôn giáo khác đó là cha mẹ trong gia đình có thể giết con mà không có phạm tội. Nó ghê gớm vậy đó. Không, cho nên á là chính nhiều những cái tư tưởng, những cái tôn giáo sai lầm, nó có áp đặt, không có để cho mọi người có được một cái tự do để lựa chọn cái tín ngưỡng của mình. Ví dụ như có những cái trường hợp vậy, thấy rằng nếu mà một cái người một đôi nam nữ nào đó muốn xây dựng gia đình thì bắt buộc cái người người nam hoặc người nữ phải theo cái đạo của họ thì họ mới mới cho tổ cái lễ kết hôn. Cho nên là chính những cái mâu thuẫn từ những cái tư tưởng này nè. Còn nghĩ là họ họ đi theo đúng cái con đường chánh pháp thì không nói, họ đi những cái con đường sai lầm lệch lạc. Và chính vì những cái sai lầm lệch lạc đó, họ mới bảo thủ, chấp thủ những cái lệch lạc đó, rồi nó đưa đến những cái tai hại hậu đau khôn lường.
quý vị thấy rõ đó, rõ đó, không phải là nó gây khổ đau ngay trong đời sống hiện tại, mà nó còn gây ra nhiều cái kiếp sống, nhiều cái kiếp sống tương lai. Cho nên á, ngay chính trong cái đời sống này, nếu mà chúng ta không có được cái chánh kiến, chúng ta bị vô minh chi phối, chấp thủ tà kiến, thì ngay trong đời sống hiện tại này nó khổ đau, không nói rồi, khổ đau trong rất nhiều kiếp sống nữa. Cho nên là khi mà chúng ta tìm hiểu, học hỏi một cái tôn giáo chân chánh, một cái niềm tin chân chánh có chánh tín, rồi quý vị thực hành theo con đường chân chánh, những cái bổn phận, những cái thiện sự ở trong đời sống, thì đây là một cái may mắn, một cái hạnh phúc rất là lớn cho bản thân quý vị. Rồi nếu mà những cái người thân ở trong gia đình, mà nếu mà những cái người này đó hữu duyên, nếu mà chúng ta có thể giúp đỡ, dẫn dắt, để cho những người này hiểu biết đó, để những người này tạo được những cái phước báo thì rất là lớn. Cho nên á, Đức Phật khen ngợi những cái người con. Nếu mà một cái người con mà ở trong một cái gia đình mà cha mẹ có cái truyền thống đạo đức, đi theo cái con đường chánh pháp, mà những người này gìn giữ duy trì bảo tồn những cái phẩm chất đạo đức tốt đó, thì đều cũng rất là quý rồi. Nhưng mà nếu mà ở trong những cái gia đình mà cha mẹ chưa có được cái hiểu biết, chưa có cái chánh kiến, mà chúng ta tìm hiểu rồi chúng ta có thể mà khuyên nhủ, hướng dẫn cha mẹ quy tam bảo, thọ trì ngũ giới, rồi thực hành các cái thiện sự, thì rất là cao quý. Cái người con đó là Đức Phật rất là khen ngợi. Ngược lại, nếu mà những cái người con đó mà cha mẹ là những cái người có đạo đức, có truyền thống tốt đẹp, đi cái trên đường chân chánh, nhưng mà những người con không hiểu biết mà đi ngược lại, đi theo những cái con đường không được tốt đẹp, sai lầm, tà kiến, thì đó là những cái người mà Đức Phật nói là con thua cha mẹ, hay là từ chỗ tối, từ chỗ sáng mà đi tới chỗ tối. Cho nên á, là trong đời sống chúng ta cũng phải biết, chúng ta phải dùng trí tuệ để suy tư, xem xét, so sánh, để mình tìm ra được những cái gì là tốt đẹp, là chân chánh, là hiền thiện, thì chúng ta thực hành theo. Chứ không nên tin gì truyền thống, tin gì truyền thuyết, tin gì lời nói của những cái bậc trưởng thượng cha mẹ mình, thì có đôi lúc và những cái này nó lệch lạc, nó không đúng theo cái con đường chánh pháp. Rồi khi mà chúng ta học hiểu biết Phật pháp, một cái điều hết sức quan trọng là để sửa đổi, tức là chúng ta chuyển hóa cái nội tâm mình, chúng ta biết những cái suy nghĩ, những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng nào là nó không đúng, lệch lạc, đúng không đúng theo cái chánh pháp, thì chúng ta phải lần hồi, chúng ta sửa đổi,
để đem đến một cái sự hiểu biết ngài được một hoàn thiện tốt đẹp hơn. Thì khi mà chúng ta có sự chuyển hóa như vậy đó, đem đến một cái đời sống tốt đẹp an vui ngay trong hiện tại, và đem đến những cái lợi ích tốt đẹp, chúng ta gieo trồng dung bồi những cái thiện sự lợi ích cho chính bản thân, và cũng nhằm đem đến những cái an vui tốt đẹp cho những chúng sanh xung quanh mình, những người thân, những người bạn bè trong gia đình mình, trong xã hội. Cho nên chúng ta phải hiểu biết và từ bỏ những cái sự chấp thủ, mê lầm tà kiến, thì chúng ta sẽ đem đến một cái đời sống an vui, an vui cho chính bản thân mình, rồi những người trong gia đình mình. Còn nếu mà chúng ta càng mê lầm tà kiến, rồi bất chấp thủ, cố chấp vào những cái tư tưởng sai lầm, thì hậu quả khổ đau khôn lường, hậu quả cho chính bản thân mình, và cũng gây tổn hại, khổ đau cho nhiều người khác, cho những người xung quanh mình. Thì chúng ta mặc dù là cái số lượng thì nó ít thôi, nhưng mà nhờ có cái sự nỗ lực, có hiểu biết, có cái niềm tin chân chánh, thì chúng ta sẽ đi đúng phương hướng để làm giảm thiểu tất cả những cái phiền não, rồi dung bồi trí tuệ để có được một cái đời sống an vui, hạnh phúc ngay trong hiện tại, và hướng đến cái con đường giải thoát trong ngày vị lai. Thì cũng với cái lời dạy của Đức Phật trong phần chánh kinh, và qua những cái phần chú giải tìm hiểu, và qua những cái lời dạy của các bậc trưởng lão, thì cũng có những cái hiểu biết. Chúc Ích cũng xin chia sẻ đến với quý vị. Giới phước báo này kính cầu mong với tôn đức thể can ngang, kính chúc quý tu nữ cũng như quý phật tử có thêm được những cái kiến thức, những cái hiểu biết trong đời sống, để thực hành đem đến an vui và hướng đến con đường giải thoát. Giới phước báo này cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ bây giờ xin cung thỉnh cho tôn đức cũng như mời tất cả quý vị thảo luận thêm những cái hiểu biết này, thì xin mời đạo tràng Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy bài học cho chúng con ngày hôm nay. Và hôm nay nguyên sư Hương Thông đã trở về đạo tràng của chúng ta, và con xin dâng mic lại cho sư để cho sư có thể chia sẻ một số cảm nghĩ của sư về bài học ngày hôm nay. Bạch sư, và con xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông ạ. Dạ Nam Mô Rung Nghĩa Như Kiều Viên cũng như Rung lớp Phật Pháp Buddha Tham Má. Bởi vì con đi bên Myanmar nó cũng vào khoảng 2 tuần hay là 3 tuần. Và sau những chuyến bay dài 38 tiếng đồng hồ mà liên tục, lúc đi cũng liên tục như vậy, lúc về cũng liên tục như vậy, cho nên về nhà nó có dường như là mất cái thăng bằng trong cái cơ thể cũng như trong cái thời gian là nửa nửa ngày
bên Việt Nam, chứ bên Myanmar cũng như bên Việt Nam vậy. Thành ra mình đi qua bển thời gian như vậy ở rồi trở về, cho nên là nó có sự thay đổi về cái body clock, là cái thời gian của thân xác của chúng ta nó không mấy, cho nên là mấy ngày nay nó cũng đặt, dù đã về rồi nhưng mà vẫn tới bữa nay mới là có thể nói là tỉnh tỉnh. Thì cái bài của sư Pháp Thanh giảng dạy thì rất ư là hay, nhưng mà tại vì Nguyên Thông không có cái bản kinh Ngạ Quy Sử cho nên là không có theo dõi được kỹ lắm. Nhưng mà thật sự rằng có những cái bài kinh khác là hạnh phúc cho chúng ta nếu mà chúng ta biết được những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tóm lại là chúng ta là những người hạnh phúc nếu là chúng ta biết được, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn là nhờ là chúng ta có một vị đạo sư bậc nhất trên trần gian này trong vòng mấy ngàn năm nay, khoảng thời gian khoảng 2.300 mấy năm nữa đó, thì cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ hoàn toàn biến mất. Và từ bây giờ đến lúc đó thì cái tuổi thọ của con người của chúng ta nó sẽ xuống còn 10 tuổi. Rồi thời gian loạn lạc chiến tranh nó xảy ra. Sau đó thì tuổi thọ con người ta sẽ được lớn lên khoảng là 84.000 tuổi, rồi lần xuống để chỉ còn khoảng 80.000 năm, khoảng 80.000 năm. Rồi sau đó thì sẽ có một Đức Phật khác đi ra đời. Và khi mà cái tuổi thọ của con người nhiều đó, thì con người ta không thấy cái sự vô thường và không thấy cái sự đau khổ, là tại vì khi mà có tuổi thọ của người ta được cao lên như vậy, lớn như vậy, thì nó đi theo những cái phước báo của họ. Và những đi theo những phước báo của họ đó, thì họ không có thấy cần phải tu hành. Chỉ trừ những bậc đạo sư mà cái giáo pháp của Ngài trong cái thời kỳ mà tuổi thọ con người ta nó ngắn, như là 75 năm ở tuổi thọ của, thì hồi Đức Đạo Sư ra đời thì tuổi thọ của con người ta lúc đó là 100 năm. Thì 100 năm với là bây giờ 75 năm thì nó cũng không khác nhau bao nhiêu. Và do đó con người ta thấy là sự chết chóc thường xuyên, và vì đó người ta mới là hoảng sợ. Nhưng mà người ta cũng lúc đó chưa thấy là cái chân lý của cuộc sống. Chân lý của cuộc sống là mọi người đều phải chết, tại vì hễ có sanh ra là có chết. Rồi trong cái process nó sanh ra rồi lớn lên đó, thì có nhiều cái tai nạn và nhiều cái bệnh hoạn. Cho nên có người nói là con người là sanh lão bệnh tử, sanh ra là sanh, già là lão. Trong cái process từ nhỏ đến lớn lên thì có bệnh hoạn, rồi sau cùng lại chết. Và cái chân lý của trần gian này là thành trụ hoại không. Cái gì nó tự nhiên nó sanh ra là trành, trụ là nó ở trong thời gian, rồi sau đó nó thay đổi rồi nó sẽ biến mất. Sanh lũ bệnh hoại không, sanh lũ, sanh lão bệnh tử. Thì cái đó là cái chân lý đó mà chỉ có những vị chánh biến tri thì phá ra, do một cái process, một cái tiến trình hành, mà ở tiến trình tu hành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì kinh sách nói rằng cái đầu mà Ngài đã hiến cho người ta xin đầu, xin mắt, xin tai của Ngài đó, thì cái đầu của người mà Ngài hiến cho những người xin Ngài đó, thì nếu mà đem những cái sọ đó mà gọt lại đó, thì nó cao hơn cái núi. Rồi cái thịt xương của Ngài, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì nếu chúng ta thấy rằng mỗi bước chúng ta đi trên trần gian này mà đào xuống đó, thì có thịt xương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở đó. Nói như vậy nghĩa là sao? Nói như vậy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã
có mặt ở trần gian này và đã sống ở khắp nơi trên trái địa cầu này, và Ngài đã chết để chôn đi. Rồi như vậy có nghĩa là cái nơi nào mà chúng ta bước chân đi là nơi đó có Đức Phật, cái bằng chân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đến đó. Đó là một cái điều mà khi mà đọc kinh này chúng ta mới thấy cái sự sống thời gian mà Đức Phật kể lại cho Ngài A Nan nghe là 20 A Tăng Thị Kiếp. Là một A Tăng Thị Kiếp thì nó như là nếu mà chúng ta thực sự thật ra là không có thể có những con số để mà nói là một A Tăng Thị Kiếp là bao nhiêu. Chứ người ta mường tượng nếu mình viết con số 1 và sau đó là 140 con số 0 nữa, thì nếu mà con số 1 và 140 con số 0 nữa chúng ta không biết gọi nó là cái gì. Thế bằng nói là một con số 1 rồi số 0 thêm cái lũy thừa là 140 mà nó là như vậy mà thôi. Bởi vì vậy cho nên có mỗi chùa, mỗi chiều là một do tường, chiều ngang, chiều dài, chiều cao mà chỉ chứa như hột mè. Cái hột mè nó coi như lớn hơn hột cát chút thôi. Mà cứ mỗi 100 năm một vị Phạm Thiên trên trời bay xuống lấy một hột nghề, một hột mè bỏ ra khỏi cái thùng đó, mà cho đến khi nó hết một cái hột mè trong thùng đó là một A Tăng Kỳ Kiếp, thì chúng ta không hiểu rõ là bao nhiêu rồi. Là bao nhiêu chúng ta không thể tưởng tượng được. Và với sự tu hành A Chục A Tăng Kỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất, một trái đất, cái trái đất, cái trái đất của chúng ta đang ở là trái đất có nhiều nhất là có thứ tư. Còn có những trái đất khác mà không có vị chánh viên kia nào nữa, có gì có trái đất có 1, 2, 3, 4. Trái đất của chúng ta đang ở là cho đến nay của Ngài được đọc kinh Jataka là chuyện mà tiền sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể lại, thì chúng ta sẽ thấy rất là ngạc nhiên, rất là thán phục, khâm phục một người có khả năng như vậy. Thí dụ như Đức Phật mà không nói là chặt đầu tự chặt đầu mình để cho người khác, mà nói là Ngài đi qua một cái khu rừng có một cái con hổ đói. Nó đói mà 4-5 con hổ con nó đã bú vú nó mà tìm không ra sữa, khổ sở vô cùng. Thì Ngài mới chịu không được. Thì Ngài mới là đi với người em. Rồi nó nói được em đi trước đi. Đi về đi, rồi trên cái đó, ông buông tay rớt xuống để cho con người của ông ta chết ngay gần con cọp đói đó. Để con cọp đói nó ăn thịt Ngài để mà nuôi sống nuôi con. Mà những sự việc Ngài làm như vậy, theo cái kinh Bổn Sanh, có một kinh Bổn Sanh nói 545 cái bài như đã có một cái quyết tâm hành trì đầy đủ cái 13 la mật, 10 thượng ba mật và 10 thắng ba la mật, có 30 cái parami như vậy để có thể thành tựu cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác như ngày hôm nay. Để thả mình xuống để thành vị chánh đẳng chánh giác bây giờ cũng chưa dám. Nếu mà nói là suy nghĩ kỹ thì nó để làm chúng ta cũng chưa có dám làm. Vì vậy cho nên những lời của Ngài giảng dạy thì chúng giải thượng hơn, không có lời nào giảng hơn lời giảng dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà vì vậy cho nên ngoài cái room của chúng ta đây ở là Phật giáo, là không room lớp Phật pháp Buddha Tham Ma.
thì có một cái ta gọi là imitation. Là cái đó là cái điều hay lẽ phải một cách tự động, trong một cái để quá cái sự suy tư suy nghĩ của cái nào đó, hành động và cái tư cách của chúng ta. Của Đức Phật thích thương yêu tất cả những người có mặt, tất cả những người tu, thì nguyên thông thời gian suy nghĩ, suy tư nghiệm nghiệm chiêm nghiệm về cái giáo con người là chúng sanh, tiếng Anh gọi là human being, tiếng Pháp là lizard vivant, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái số mạng của chúng ta và con người của chúng ta, nếu mà chúng ta biết rõ thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả con người của chúng ta đều bị nghiệp quả đi chi phối. Mà tiếng Anh nó nói là the people are driven by our karma. Khẩu hành và ý hành là bởi vì chúng ta bị truy rèn trong cái nào đó để mà thân khẩu ý của chúng ta đó sẽ bị cái nghiệp được cái chi phối mà chúng ta không biết. Thí dụ một cái người mà ở trong cái cầu tiêu lâu quá, thì đi khi mà đi ra ngoài đường đó, thì cái, tất cả thân mình và áo mình nó hôi mà mình không tự biết, kể cả mình cũng vậy. Vì vậy cho nên chúng ta có một nhà triết học Mỹ tên là B.F. Skinner, ông ta nói rằng cái gọi là environmental factors là cái và gọi là cái những cái hiệu quả của những cái hay cho chúng ta dở, khiến chúng ta khôn ngoan và khiến chúng ta ngu xuẩn. Vì vậy cho nên trong những cái buổi mà đá banh của Mỹ đó, thì có cái đã gọi những người mà rủ của tứ hải chi nội giai huynh đệ giả. Dạ đúng vậy, dạ đúng vậy, thưa Đạo Huynh. Đạo Huynh là tôi là người tôi rất là kính phục, một người tài giỏi và tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Hán. Nguyên như là thì sư bữa nay có lẽ là cũng không có nói được nhiều tâm, có những điều mà giảng giải lên cho tất cả chư Phật tử và Nguyên Thông nghe những điều mà ngài sẽ trình bày trong bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin trao mai lại cho con. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chia sẻ với đạo tràng trong buổi tối hôm nay. Và con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm. Và sư Thanh Tâm có mặt ở trước máy không bạch sư? Và con xin kính thỉnh sư cho đạo tràng vài phút ngồi thiền. Và con xin trang mic lại cho sư ạ. Dạ, mô Phật, sa thú lành thầy. Dạ, thay mặt lớp học, thành kính tri ân sư Pháp Thanh, sư Nguyên Thông đã giảng giải bài học hôm nay. Dạ, kính chào đạo tràng. Thưa quý vị, mình còn vài phút, xin mời quý vị ngồi tĩnh tâm 5 phút nha. Ngồi, đại khái là ngồi thiền đó.
Thiền là để thấy ra, thấy thân tâm của mình, mình thấy thân tâm của mình, thấy thân mình nó già, nó bệnh, nó sẽ chết. Đó là cái nghiệp của thân ha. Thân mình nó bệnh, đủ loại bệnh, đủ thứ bệnh, có bệnh trị được, có bị không được, đó là cái nghiệp, nghiệp thân của mình. Rồi mình sẽ thấy tâm của mình, tâm của mình nó thiện hay là nó bất thiện, thì cái đó là cái nghiệp của tâm. Thì từ đó mình thấy nó, Đức Phật dạy nó là pháp vô thường, nó là pháp khổ, nó là vô ngã. Hành giả chỉ đơn thuần là thấy biết nó sanh nó diệt, nó sanh diệt, nó vô thường, đừng có chấp ha, đó là vô ngã, đừng có chấp. Đó là những bài học thôi, vì sai mình sửa thôi. Rồi, kính mời quý vị bắt đầu. Quý vị trở về với hơi thở, hít thở thư giãn.
Mô Phật, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, quý cô và Phật tử. 5 phút tĩnh tâm đã trôi qua. Bây giờ mời quý vị nó có từ bi hỷ xả. Rồi mời quý vị đọc đọc theo sư ha. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Đó, quý vị nhớ nguyện như vậy mỗi ngày ha. Cái người mà muốn muốn cho mình và tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh đó, thì cái người đó đó không có giận, không có trách. Nếu nó sanh khởi là giả niệm tâm mình liền giận, cái mình niệm giận nè, giận nè, chánh niệm thấy nó là vô thường, nó khổ, nó vô ngã, mình buông xả được. Rồi nguyện nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu. Đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ. Hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Một Phật sau đây mời Nguyên Như hồi hướng phước báo này đến gia thân bằng quyến thuộc đã quá vãng nha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mà, Nam mô Sang Khai. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tạ sanh ti vi hà ra hoa si ni thủ bê kha ri bồ đề tạng ta hưng ta tham ma đa nê na pha quan tu pu chi ta so thân ca ron tê tha vi hà ra mang đa lê thầy ra cha mắn cha na hoa ca cha phình ca vô xả ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca Gà ma cha đề sa ni gà ma cha yết sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha quan tu tê cha la bu cha dê bi cha anh đa sam pha hoa sam se đa cha ta ta vô pa pa ti ca ni cha ni cang tham ma hoa răng pa tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha gia Chăng tham mắn tha ra cha bùng ga la sang khô hồ tu sa mắn go Hoa anh tha ya cha hin kha tu san tham mô Sam bê bi tham ma cha ri no vua thân sam pa bù nây ya ma tham ma ri yam ba quê Đi tê Di đằng nô nha tì nàng hồ tu su khi ta hoàn tu nha ta vô Di đằng nô nha tì nàng hồ tu su khi ta hoàn tu nha ta vô Ý đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây Xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị